Mới đầu giờ chiều, nhưng chị Đỗ Thị Hương đã vội vàng ra chăm sóc vườn hoa hơn 2 sào của gia đình. Ngay khi biết chiều tối nay có đợt không khí lạnh mới bổ sung, chị Hương đã phải buộc thêm dây để giữ cho những thân cây hoa không bị nghiêng đổ trước gió. Đó là với những cây sắp thu hoạch. Với những cây mới trồng để phục vụ dịp Tết, lo sợ giá rét sẽ kéo dài như dự báo, nên chị Hương cũng đã sử dụng các tấm bạt, một phần giữ nhiệt, một phần giảm sức gió. Đây cũng là bài học rút được sau những đợt gió lạnh đầu mùa vừa qua. Cây thì cũng đổ, nó ngã cho nên là nhà mình cũng phải, nhà tôi phải trăng dây. Đấy. Cho nên là khi mà mình đã trăng dây là coi như là lao động của mình cũng lại sẽ phải giảm đi vì không làm được cái việc khác. Không chỉ ảnh hưởng đến diện tích hoa mà thời tiết cũng tác động nhiều đến những vườn đào phục vụ Tết. Giờ hiện đang là thời điểm các hộ gia đình tuốt lá để cho nụ phát triển. Khác với mọi năm, công việc tưởng chừng đơn giản này lại làm mất rất nhiều thời gian. Cũng năm nay là do thời tiết nó mưa nhiều quá nên năm nay là lá nó cành nó lon nó dai nên khó tuốt. Mọi khi mọi năm nó nắng nhiều nó lá nó tự khi nó tự rụng với gần lửa. Năm nay nó mưa nhiều nó dai nó cũng tuốt nó cũng vất vả hơn mọi năm. Với gần 500 gốc đào, nếu thời tiết thuận lợi, gia đình chị Hòa có thể kiếm hàng trăm triệu đồng. Mặc dù đã có nhiều biện pháp phòng chống, sử dụng các thuốc kích thích, nhưng nếu thời tiết không như mong muốn, rét kéo dài thì xem như là mất trắng. Như đợt rét năm 2011, các hộ dân tại vườn đào Nhật Tân đã bị mất hơn 2/3 diện tích do đào không thể nở. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt rét đang diễn ra tại các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài đến hết tuần này và sẽ liên tục được bổ sung sau từ 3 đến 4 ngày. Tuy nhiên, phải đến cuối tháng 12, đầu tháng 1, rét đậm, rét hại trên diện rộng mới chính thức diễn ra. Và khi đó, những người nông dân có thể sẽ phải áp dụng các biện pháp kỳ công và tốn kém hơn nhiều.